Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì mùa dịch mình có một cái sở thích, đó là mình rất là thích uống cà phê của Starbucks. Và như các bạn biết rằng là hơn một tháng rồi thì Starbucks không có mở cửa và không thể nào tìm ra cà phê để uống được. Và rất may trước khi mà bắt đầu đợt dịch ấy, thì mình có mua khoảng 6 cái bịch cà phê để mà mình về pha để uống. Thì sau khi mà xài hết rồi thì mấy ngày gần đây mình nói trời ơi, bây giờ làm sao để mà kiếm được của Starbucks đây, để làm sao để có mà uống. Thì sau một hồi mày mò tìm ở trên mạng thì sau đó rất may mình có thấy một cái đơn vị người ta chuyên nhập về những cái hàng ở bên Mỹ về, về người ta bán đủ các loại luôn. Thì đầu tiên đó là mình mua được một cái bịch này các bạn. Đó, bịch này mình đang xài luôn, một cái bịch rất khá là lớn. Thì khi mà mình mua về, cái đầu tiên đó là mình sợ đây là không biết có phải hàng fake hay không, hàng giả hay không. Và sau đó khi mà mình đã pha ra rồi, mình uống thì mình biết rằng là đây chính là hàng chính hãng, hàng của Starbucks thực sự. Và hôm qua cái câu chuyện này thì mình muốn chia sẻ với chúng ta một cái câu chuyện về cách của Starbucks người ta đã làm marketing. Và chúng ta có thể học từ cách của Starbucks để mà làm về marketing, để mà họ có thể thương hiệu lan truyền ở trên toàn thế giới. Thì cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh chị đó là gì ạ? Cà phê của Starbucks phải nói rất là ngon, rất là xịn. Dù chúng ta thấy có rất nhiều người, rất nhiều nơi họ nói rằng là cà phê tốt, cà phê này ok, cà phê này xịn. Nhưng mình đã thử, mình đã uống, mình đã trải nghiệm gần như là các hãng về cà phê. Nhưng mình thấy rằng là vẫn chưa tìm được một cái thương hiệu nào mà có một cái chất lượng cà phê một cách đồng đều mà phải nói là xịn giống như của Starbucks. Có thể đó là khẩu vị của mình. Nhưng khi mà mình gặp rất nhiều anh em và uống gọi là nghiện cà phê, thì sau đó đầu tiên mình chia sẻ về cà phê của Starbucks, bởi vì mình quá thích và mình cảm thấy uống rất là ngon, cảm thấy rất là đã. Thì bởi vì bản thân của mình ngày xưa là mình không uống được cà phê nha các bạn, bởi vì ngày xưa mình uống cà phê vô đó là mặt nó nổi mụn rồi, khó chịu rồi, nó không ok một chút nào hết. Cho đến khi mà mình uống cà phê Starbucks thì mình không bị cái đó. Thì sau này mình mới phát hiện ra đó là phần lớn cà phê của Việt Nam chúng ta đó là bị trộn, như trộn bắp này hay là bơ này, rồi chúng ta họ có là có những cái thành phần khác vô nữa, thì dẫn tới đó là khi mình uống vô, sau này mình biết rằng là gì, cà phê mà có trộn với bắp mà bắp được là rang cháy thành than, rồi sau đó nó mới có sắn, nó quạnh, nó mới đắng, nó mới đen. Thì khi mà mình uống loại cà phê như vậy ấy, thì chúng ta biết rồi rằng nếu mà bắp mà nó rang cháy thành than ấy, thì nó không còn, nó đâu có tốt đâu các bạn. Uống vô nó và đó là dẫn tới đó là mình bị nổi mụn. Thì mình bị phản ứng rất nhiều với việc mà nếu mà cà phê không phải là cà phê nó không thực sự nguyên chất, mình sẽ bị phản ứng. Cho đến khi mà mình uống cà phê của Starbucks thì những cái điều đó được giải quyết. Thì mình không bị nữa. Mình không phải marketing về Starbucks nha, mình chỉ đơn giản là người dùng thôi. Nhưng qua việc mà hôm nay đó là mình mua khá nhiều, mình mua 3 bịch luôn các bạn. 3 bịch lớn chứ không phải là 3 bịch nhỏ nhé, 3 bịch nào cũng lớn. Thì mình muốn qua cái này chia sẻ câu chuyện luôn với các bạn. Và mình có đưa cho vợ mình uống. Thì vợ mình ngày xưa là cũng uống là bị ép tim, cảm thấy khó chịu. Nhưng vợ mình uống Starbucks thấy ok, thấy xịn đó. Rồi sau đó thì mình có chia sẻ với rất nhiều người bạn của mình. Thì bạn bè của mình ấy là khi mà uống Starbucks rồi thì mới thấy ồ, uống cà phê Starbucks xong không uống được loại khác nữa. Không biết là ở trên những bạn mà đang xem video, có bạn nào uống cà phê Starbucks rồi và chúng ta không thể nào uống được cái loại khác nữa, thì chúng ta cũng có thể comment để chúng ta có thể biết ha. Thì cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Starbucks làm sản phẩm cực kỳ chất lượng, cực kỳ tốt. Mình phải nói là uống cà phê rất là đồng đều mà uống. Mình không thể biết nói cảm giác như thế nào, nhưng nó rất là đã. Nó làm cho mình cảm thấy thăng hoa, mình cảm thấy sáng, có là cảm thấy nó sáng tạo hơn. Và mỗi buổi sáng mình phải ít nhất phải có một ly cà phê mình uống thì mới ok được. Đó là cái câu chuyện đầu tiên, đó là sản phẩm. Nên là chúng ta có làm marketing tốt như thế nào, chúng ta muốn kinh doanh tốt như thế nào, cái đầu tiên đó là sản phẩm. Thì các bạn thấy đấy, là dịch mình không có thể ra quán người ta đóng rồi, mình phải tìm được. Bởi vì lúc đó mình đã mua rất là nhiều đó nha, mình mua mỗi hãng là mình mua vài bịch để về mình uống thử, coi cái nào đấy phù hợp với khẩu vị của mình để mình uống tiếp. Nhưng thực tế mình tìm không được các bạn. Rồi bạn bè mình cũng rất nhiều người làm về cà phê gửi cho mình tặng cà phê, nhưng mình uống cũng không được luôn. Cho đến khi mình phải uống Starbucks thì mình mới thấy nó đã, nó phê. Và đội ngũ của mình cũng, anh em đều rất là thích của Starbucks. Đó là khi mà chúng ta đã có trải nghiệm và uống. Thì một trong những cách đó là chúng ta làm sao để biết được là ngon ấy,
thì chúng ta có thể uống Americano này, nếu như chúng ta uống cà phê không đường, không sữa, chỉ cà phê đen thôi. Hoặc là chúng ta uống espresso, chúng ta sẽ thấy nguyên mùi vị của cà phê. Nó chỉ có cà phê và nước thôi mà. Ok các bạn, cái đầu tiên Linh muốn chia sẻ với anh chị đó là Starbucks về chất lượng sản phẩm, mình phải nói số 1. Phải nói là số 1 về mặt về chất lượng. Ok các bạn. Cái thứ hai đó là cách của Starbucks người ta làm về marketing. Thì các bạn biết rằng là ở trên thế giới marketing của Starbucks, người ta làm rất hay bằng cách đó là gì? Mỗi một cái ly cà phê, nếu mà chúng ta uống cà phê thì nó đều có ghi chữ, ghi tên của mình trên đó. Và khi tên ghi tên của mình trên đó thì nó có một cái là gì? Mọi người chúng ta hãy chụp và chúng ta check in. Đó là một cái ha. Ở nước ngoài thì người ta làm thêm đó là gì? Người ta có những cái chiến dịch là cố tình đó là ghi sai tên. Đấy. Và khi mà chúng ta ghi sai tên thì chúng ta hay có phản ứng gì? Chúng ta chụp cái đấy, hình ảnh. Cái hình ảnh của cái ly đó và có thương hiệu của cà phê của Starbucks, và sau đó mọi người cứ lan truyền chia sẻ trên đó. Đó là một cách rất là vô tình, nhưng Starbucks đã đạt được cái mục tiêu đó là truyền miệng, mọi người lan truyền với nhau, chia sẻ cho nhau ở khắp mọi nơi, và vô tình là cái thương hiệu của Starbucks được lan truyền. Đó là cái đầu tiên trong cái chiến dịch về marketing. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy một cái đặc điểm đó là Starbucks ấy. Nếu chúng ta đi ra nước ngoài, chúng ta sẽ thấy là Starbucks hay mở quán cà phê gần gần nhau. Thì khi mà chúng ta mở một cái quán cà phê nó gần gần nhau thì chúng ta luôn có cảm giác là gì? Chúng ta đi chỗ này chúng ta cũng thấy, đi chỗ này chúng ta cũng thấy. Chúng ta thấy rất nhiều như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là đây là một thương hiệu lớn. Và chúng ta có cảm giác rằng là gì? Ở đây, và lúc mà chúng ta được tiếp cận nhiều như vậy thì nó tác động vào trong cái gọi là nhận thức của chúng ta, tác động vào cái hành vi của chúng ta, là chúng ta dễ dàng để chúng ta đưa ra quyết định và chúng ta mua cà phê của Starbucks, và chúng ta nghĩ đây là một cái thương hiệu lớn và chúng ta nghĩ đây là một sản phẩm tốt nên nó mới có xuất hiện ở khắp mọi nơi như vậy. Đó là cái tâm lý của chúng ta, và lúc đó chúng ta dễ dàng để chúng ta quyết định chúng ta mua. Vậy thì sau đó Starbucks ở Việt Nam họ đã làm như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta đấy thì uống cà phê Starbucks chủ yếu là dân văn phòng, doanh nhân, thì và đặc biệt là những người trẻ trẻ. Thì khi mà cái đối tượng đó thì họ hay có một cái văn hóa đó là check in và gọi là thể hiện cái sự sang chảnh một chút. Thì lúc đó là quán Starbucks ở Việt Nam ấy, họ thiết kế mình nhìn thấy là đẹp hơn ở nước ngoài rất nhiều. Mình thấy là nó đẹp hơn ở nước ngoài rất nhiều. Đó là cái mà mình cảm nhận được ha. Thì khi mà Starbucks ở Việt Nam họ nhận thấy được rằng là cái tâm lý, các hành vi của người trẻ Việt Nam đó là thích check in, gọi là sang chảnh một chút, thì bắt đầu là họ làm cái thiết kế không gian nó rất là đẹp, nó sang chảnh như vậy. Thì lúc đó làm cho mọi người là đến quán và chụp hình rồi lan tỏa rồi chia sẻ lên. Thì khi mà mọi người chụp hình chia sẻ lên trên mạng xã hội như vậy thì có vẻ Starbucks nó đã đạt được mục tiêu đó là lan truyền cái thương hiệu. Và đối với nói về cà phê thì Starbucks cũng là gọi là một trong những cái thương hiệu nó làm cho mọi người uống không chỉ ngon mà nó còn làm cho mọi người cảm thấy là nó sang, nó chảnh, đúng không? Gọi là sang chảnh đấy. Và lúc đó là lý do tại sao rất nhiều người uống cà phê Starbucks, xong rồi chia sẻ lên. Và như vậy là Starbucks họ đã đạt được mục tiêu. Bởi vì trong cái cà phê của Starbucks ở Việt Nam thì cũng được gọi như là một cái thương hiệu về cao cấp. Bởi vì chúng ta biết một ký đâu đó nó khoảng tầm 1,2 triệu một ký. Thì tùy mỗi một loại thì cái giá nó chênh nhau một chút xíu thôi, nhưng nó cao gấp 10 lần so với cái cà phê thông thường. Bình thường chúng ta biết rằng là một ký cà phê nó chỉ có khoảng tầm 120, 150, 180 ngàn, nhưng ở Starbucks nó lên đến cả 1,2 triệu đến 1,8 triệu, nó dao động như vậy. Ví dụ như cái bịch này đó là mình mua khoảng 850 ngàn, các bạn, 850 ngàn một cái túi như thế này. Thì trong lúc đó chúng ta thấy rằng là cà phê của Việt Nam chúng ta mua đâu bao giờ có giá như thế này. Và cái này nó không phải chỉ đắt là vì cái thương hiệu, mà đó là chất lượng, mình phải nói là chất lượng sản phẩm đó thực sự tốt. Thì rất may thông qua câu chuyện hôm nay đó là việc mình mua được cà phê, mình vui quá, mừng quá, cũng là vlog chia sẻ cho chúng ta về đó là cái cách mà của Starbucks người ta làm về marketing, và chúng ta đang làm trong lĩnh vực nào. Chúng ta muốn có thêm những cái kiến thức về marketing, về bán hàng trên online, có thể comment lại lĩnh vực của mình, Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta thêm. Và hãy nhớ bấm follow và theo dõi cái kênh của mình nhé, để chúng ta nhận thêm nhiều kiến thức hơn. Xin chào, hẹn gặp lại.